chào tất cả các bạn. Ngày nay, mọi người trên khắp thế giới đang cố gắng tìm mọi cách để nâng cao trình độ vốn tiếng Anh của mình. Thực tế thì tiếng Anh thật sự rất quan trọng cho bạn nếu bạn thực sự yêu thích và có lẽ là một động lực tốt nhất, mạnh nhất để bạn có thể đi xa với bất cứ ngôn ngữ nào đó ngoài tiếng mẹ đẻ, đặc biệt là tiếng Anh. Một con số đáng cho bạn quan tâm đó là tiếng Anh chính là ngôn ngữ chính thức của hơn 53 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, nếu các bạn có nhu cầu muốn đi du học ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới, thì tiếng Anh là một ngôn ngữ mà bạn không bao giờ có thể bỏ qua. Ngoài ra, tiếng Anh còn là một ngôn ngữ đẹp, gắn liền với nhiều nét văn hóa đặc sắc từ quốc gia sử dụng nó. Nếu bạn cảm thấy mình thực sự yêu thích và đam mê tiếng Anh, thì trong chương trình ngày hôm nay, công ty Tân Đại Dương xin giới thiệu đến tất cả các bạn một trung tâm Anh ngữ danh tiếng và chất lượng trên thế giới, đó chính là FLS International. Thì FLS International được biết đến là một trong những nơi đào tạo chương trình tiếng Anh hàng đầu trên thế giới. Khi học tại FLS, bạn không những được trau dồi khả năng tiếng Anh mà còn có cơ hội chuyển tiếp vào các trường đại học hay là cao đẳng danh tiếng tọa lạc khắp nước Mỹ đó các bạn. Trong hơn 27 năm qua, FLS là một đơn vị giáo dục hàng đầu trong việc cung cấp các chương trình Anh ngữ tiên tiến. Với sự kết hợp tuyệt vời giữa đội ngũ giáo viên tận tụy, chương trình giảng dạy hiện đại cùng với kỹ năng sư phạm sáng tạo, khuyến khích cho mọi sinh viên sử dụng tiếng Anh trong cộng đồng một cách lưu loát hơn. Thật không ngạc nhiên khi nhận thấy rằng các học viên của FLS đều hoàn tất chương trình với sự tự tin và một trình độ tiếng Anh vô cùng lưu loát. FLS International luôn cam kết cung cấp chương trình tiếng Anh hiệu quả và những chương trình giáo dục về văn hóa cho mọi sinh viên quốc tế và luôn hỗ trợ sinh viên trong suốt chương trình học cũng như trong quá trình trải nghiệm tiếng Anh. Thì sự chuẩn bị tốt về vốn tiếng Anh giúp sinh viên có đủ khả năng chuyển tiếp đến các trường tại Mỹ đó các bạn. Đến với FLS International, bạn sẽ được học các chương trình học vô cùng đa dạng. Nơi đây cung cấp các chương trình tiếng Anh cho học viên ở mọi cấp độ khác nhau, bao gồm là các chương trình chuyên biệt dành cho sinh viên quốc tế có nguyện vọng vào các trường cao đẳng và đại học tại Mỹ. Thời gian học sẽ bắt đầu vào mỗi thứ hai hàng tuần. Thì các bạn sẽ được học về Anh ngữ học thuật, Anh ngữ chuyên sâu, Anh ngữ tổng quát, luyện thi TOEFL, IELTS, TOEIC, luyện thi RE hay là GMAT, luyện thi SAT. FLS còn cung cấp các tour đặc biệt gọi là Specialty Tour. Khi tham gia chương trình này thì các du học sinh sẽ được kết hợp học tiếng Anh ESL với các chuyến tham quan du khảo hấp dẫn hay là học thêm về một lĩnh vực cụ thể cho từng cá nhân và mỗi nhóm. Thật sự là bổ ích hơn nếu các bạn có thể tham gia tour chọn gói hấp dẫn trong 3 tuần, 2 tuần hay là 1 tuần. Cụ thể là đã có rất nhiều tour thú vị cho bạn lựa chọn như là khám phá California, khám phá Boston, khám phá New York, khám phá Philadelphia, hội trại điện ảnh, hội trại nhiếp ảnh, hội trại diễn xuất hay là trại hè thiếu niên v.v. Các cơ sở của FLS thì nằm trong những khuôn viên lý tưởng tọa lạc khắp nước Mỹ bao gồm đó là FLS Church College thuộc California, FLS Sadler Best thuộc Orange County, California, FLS Las Vegas Institute thuộc Las Vegas, Nevada, FLS Pfister College thuộc Boston, Massachusetts, FLS St. Peter University thuộc Jersey City, New Jersey. Ngoài ra, FLS còn cung cấp các chương trình học ưu việt mà không nơi nào có được, đó chính là FLS giảng dạy đến 30 giờ trên một tuần, với 9 cấp độ được chứng nhận bởi ACCET. Sau khi hoàn thành khóa học theo từng cấp độ của FLS, thì các bạn sẽ nhận được một chứng nhận mà sẽ thay thế được chứng chỉ TOEFL tại nhiều trường cao đẳng đại học tại Mỹ liên kết với FLS International. Các lớp học của FLS với quy mô nhỏ, thiết bị hiện đại. Còn một điều nữa là FLS luôn tận tình chịu trách nhiệm sắp xếp chỗ ở cho mọi du học sinh. Thêm vào đó là nhiều chương trình hoạt động ngoại khóa mang lại nhiều cơ hội khám phá hấp dẫn cho mọi sinh viên đó các bạn. Còn về cuối cùng là về chi phí, thì chương trình học tiếng Anh của FLS sẽ bao gồm là Anh ngữ tổng quát với mức chi phí là từ 330 cho đến 390 đô la, Anh ngữ chuyên sâu là từ 330 đến 385 đô la, Anh ngữ học thuật và luyện thi sẽ bao gồm là từ 350 đến 400 đô la. Phí đăng ký sẽ là 150 đô la, phí nhà ở là 150 đô la, homestay phòng đơn là 175 đô la cho đến 250 đô la, homestay phòng đơn, homestay phòng đôi sẽ là từ 300 cho đến 375 đô la.
ký túc xá là bao gồm là 300 cho đến 375 đô la. Và để biết thêm thật nhiều thông tin hơn về FLS International thì các bạn hãy gọi điện thoại trực tiếp đến công ty Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838484879 để được tư vấn trực tiếp nha các bạn. Hay là các bạn có thể đến trực tiếp văn phòng của công ty theo địa chỉ 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để gặp trực tiếp các tư vấn viên và được hỗ trợ nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn, khi phỏng vấn xin visa Mỹ thì các bạn sinh viên luôn là lo lắng thì không biết những câu hỏi nào thường gặp khi đi phỏng vấn Mỹ thì nhiều bạn lại cũng là rất là lo lắng không biết sẽ được hỏi về vấn đề gì nên trả lời ra sao. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng chia sẻ với bạn Vũ Phong đến từ thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Tân sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế tại sao là có được visa Mỹ. Xin chào Vũ Phong. À, Vũ Phong có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Chào các bạn, mình tên là Vũ Phong, năm nay mình 19 tuổi. Mình hiện tại thì mình đang học tiếng Anh ở trường Châu Mỹ để chuẩn bị cho cái chuyến đi du học của mình. Sau khi mình học ở đây thì mình rất là tự tin về tiếng Anh của mình để mình đi phỏng vấn. Thì qua Mỹ, Vũ Phong sẽ học chương trình gì? Mình sẽ học tiếng Anh ở trường FLS International khoảng 1 năm. Và tiếp sau đó thì mình sẽ học quản trị nhân sự tại trường Citrus College 2 năm. Sau khi kết thúc chương trình tại Citrus, mình sẽ học đại học tại Viện Đại học UCLA để hoàn thành cái hệ cử nhân của mình. Sau đó thì mình sẽ đi về nước và tìm một công việc tốt hơn cho cuộc sống của mình. Khi mà tốt nghiệp cấp 3 thì ngoài thời gian học Anh văn của em thì em có tham gia những cái câu lạc bộ nào hay không Vũ Phong? Ngoài học tiếng Anh ra thì mình, tại vì mình chú tâm vào việc học cho nên là mình cũng ít có đi tham gia vào các câu lạc bộ nữa. Thì rất là nhiều trường tại Mỹ, thì Vũ Phong tại sao lại chọn cái trường này? Tại vì trường này thì gần nhà người thân của mình nên là mình chọn này, và các trường khác giống như là Cotlas Community College thì nó có 78% là sinh viên quốc tế là ở Việt Nam bên mình qua, thì nó không có thuận lợi cho việc của mình thực tập tiếng Anh. Và Santa Monica College thì nó nằm trong cái vùng mà ô nhiễm và tỷ lệ tội phạm cao cho nên là mình không chọn mấy cái trường này để học. Mình học ở Cali cho nên là thời tiết ở bên Cali rất là dễ chịu, rất là giống với thời tiết ở Việt Nam, nên đây là một lý do để mình chọn ở Cali để học. Cái người tư vấn bên Tân Đại Dương của em là chị Thúy, chị ấy rất là dễ thương, mọi câu hỏi thắc mắc của mình chị ấy đều trả lời hết để mình có thể chuẩn bị cho cái cuộc phỏng vấn của mình một cách hoàn hảo nhất. Thì trong cái quá trình mà em làm hồ sơ tại Tân Đại Dương đó thì em có những cái kỷ niệm nào hay không? Nhất là với anh Khôi, thì anh Khôi có những câu chuyện rất là hay. Các bạn nên học với anh Khôi thì anh Khôi sẽ kể những câu chuyện hài hay là những câu chuyện về triết lý để mình có thể áp dụng vào cái câu trả lời của mình. Còn một người nữa là đó là anh Bảo Anh. Cái buổi cuối thì mình sẽ học với anh Bảo Anh cho nên là anh đó sẽ tóm tắt những thứ mình cần phải chuẩn bị khi mình đi phỏng vấn, là về cái việc mình sẽ làm như thế nào để mình đi phỏng vấn, mình sẽ thể hiện ra sao để đi phỏng vấn, và còn rất là nhiều điều để hay mà anh Bảo Anh đã dạy cho em. Rồi, thì qua đâu em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Thì trước đây thì em có một người em, họ đã từng làm ở đây rồi nên em ấy cũng giới thiệu mình vào làm ở đây. Mình làm ở đây mình thấy dịch vụ rất là tốt và mình đậu cũng là nhờ Tân Đại Dương. Nếu mà trường hợp em đã có thành công trong cái xin visa Mỹ rồi thì em có thể cho các bạn biết là điều gì làm nên cái sự thành công này? Để xin visa tốt thì các bạn nên chuẩn bị mọi thứ từ ở nhà, nên không nên lên trên lãnh sự quán rồi mới chuẩn bị. Theo mình chuẩn bị ở nhà để làm mình sẽ học bài đầy đủ, chuẩn bị mọi thứ như là cách ăn mặc và tác phong. Thì khi mà mình vào giao tiếp với lãnh sự quán thì các bạn nên nói rõ to và nên cố chú ý lắng nghe những gì mà lãnh sự quán nói để mình có thể trả lời đúng những câu trả lời mà lãnh sự quán đã đưa ra. Thì đó là những kinh nghiệm của mình đã đi phỏng vấn, mình sẽ chia sẻ với các bạn. Nếu như mà bạn em có muốn đi du học thì tất nhiên là em sẽ giới thiệu bạn của em vào công ty Tân Đại Dương để có thể làm hồ sơ và thành công giống như em. Thì Tân Đại Dương xin cảm ơn những cái chia sẻ thực tế của Vũ Phong. Tân Đại Dương xin chúc cho Vũ Phong qua Mỹ học tập thật tốt. Dạ, cảm ơn chị ạ.